Con làm bánh. Mẹ làm. Mẹ làm bánh đúng rồi. Apple. Đây của con nè. Just a little trick, Henry. Hôm nay á là ba mấy đứa nhỏ với mấy đứa nhỏ sẽ làm bánh cho nhà bánh bông lan kem. I'm gonna line this up, but you won't stick it. So what do I do? I'm gonna. Này 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 này, đưa cho mẹ. Thôi để đó đi. I'm gonna. Put this on there. No, it'll stick on there. What did he do? Making cake. I put the butter on there. It'll stick. Make okay. Make a bun, Daddy. That'll stick. See, I put butter on the bottom. That's a trick. See that? How sticky? You put that stick. Làm bánh đó là mấy cha con lúc nào cũng làm bánh trong nhà quanh đó thì chồng anh là người làm bánh hay cả nhà quanh không biết làm. I need to spray it too. Yeah. Oh, you shit. Mấy cha con làm bánh vậy đó. So Henry can now I'll put the lid back on. How good was that? Mess up a little bit like that. Maybe Daddy get this. Henry bây giờ là sẽ sàng bột cả nhà. Sàng bột cho bột nó mịn đang mình làm. Sophie nói cho mày nghe, Henry nói cho mày nghe là con đang làm gì, con phải nói cho cô chú nghe chứ. Nhưng mà bà Sophie bà mắc cười với cô chú. Trời ơi. Còn con làm gì Sophie? Is it done already? That's done. Con không ạ? So good job. Put that aside over here for a minute, right? And now we gotta get Ê, làm cây mà kỳ vậy? Hang on. Daddy quên gì rồi, Daddy quên gì rồi. Teaspoon and a teaspoon. Đã làm quên đồ cả nhà. And a teaspoon, this gotta be in there too. Hold that with two hands. Cầm hai tay con. Hold up. Shut up. Hold it with two hands. Yeah, hold it up. Yeah, good girl. Hold it up. Okay. You gotta hold it up, don't you? Hold it, yeah, like that. Hold it, yeah. Don't move. Hold it up. You can't. But you're pushing down. Okay. Okay, Daddy hold it. Henry? Hold it. Put that in there, Henry. That's it. Look at that. Thường thường á, tại sao mà mấy anh trai ở bên này anh lại giỏi nấu ăn cái nhà, tại là từ nhỏ là nó đã nấu ăn với ba mẹ nó rồi, cái gì nó cũng tập làm hết á. Đó là cái cách mà dạy con nó khác giữa bên mình với là bên này. Bên mình á thì nói là tụi nó còn nhỏ nó không biết gì, nhưng mà bên này á cái nhà là dạy con là dạy từ lúc còn nhỏ xíu cơ, từ lúc mà mới sanh ra là đã bắt đầu dạy nó rồi, dạy nó cái cách ấy. How you had? Good girl. Thấy không? Dạy từ ly từ tí nè, Axi thì cũng phải lấy tay bệnh miệng lại. Nói chung là dạy cái đó từ ly từ tí hết á. Cả nhà từ việc mà từ nhỏ là đã cho ngủ riêng rồi nè, tập nề nếp giờ giấc ngủ đúng giờ nè, rồi tự đi ngủ nè, tự ăn nè. Nói chung là dạy từ ly từ tí hết trơn á. Từ việc mà từ nhỏ xíu là đã tập nấu ăn với ba mẹ rồi. Nên một phần oh good boy. Okay, we put that over there. Now. Là quá flop, là quá. Cho nên là nó khoái làm với ba nó lắm. Đi. Nhâm 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 hả? Ngon không? Nó nhanh mà cả nhà, mới ngày nào bao nhiêu xíu mà giờ hai đứa nó lớn á rồi. You belly big. Cái bụng, con nói đi, cái bụng bự. Bụng bự. Bụng nhỏ xíu, ấm nhòm ấm nhách. Ba mấy đứa là đi làm mới về cả nhà. Đi làm từ 1 giờ sáng
đi làm về. Rồi ông con ông muốn làm bánh cho nên là ba vô làm bánh với con luôn. Chiều con dữ lắm. Dạ sẽ bắt đường vô. Sao? Đúng rồi. I don't touch it, don't touch it, because you move it on, it'll go everywhere. Don't touch it, guys. Get rid of your hands. Hands off. Yeah. Rồi, Henry đổ vô cho nó đi đi. Đổ vô. Oh, oh, giỏi Henry. Quá. That's good stuff. Đổ hết coi. Good stuff. And then... Now, what we need to do... Dạ, khép phun đổ nha. Now, we're gonna put this in. Can you put that on here? Henry, can you put that, the gun here? Bây giờ mình sẽ bỏ lên mình trộn lên. Ăn nha. Now, Sophie, no. Can you... No, Sophie, you gotta do something. Sophie, can you turn this... Oh, hang on, that's all right. Can you turn this on a little bit? Turn this, turn that, like that. Okay, turn that. Thành đi cơ. Ai, good girl, giỏi quá. Giống tập thể dục buổi sáng quá vậy. Cái này gọi là vừa chơi mà vừa làm với con này cả nhà. Đó. Trộn lên vậy đó hả? Làm gì vậy? Nhìn hả? Thử hả? Ngon cho Phi. Ngon không? Tay sao? Cho mặt. Ngon ngon vậy đó hả? Thuận ngon ngon vậy đó hả? Vậy là ngon ngon á hả? Ờ. Mình hãy bỏ vô giờ thêm vỏ cam cho nó thơm. Sẽ bỏ thêm nước cam, cả nhà một trái cam hay gì đó. Thế thì bỏ bột vô. Ở mày không biết quay gì chứ. Để đi đâu ăn mà để đi cứ chùi tay vô quần. Look at that. That's pretty perfect, that. Okay? That's with this. What that man? Oh, thank you, Sophie. That's in there. Now. What's in there? Yeah, can you put this in? Put this. Right up. Bỏ bột vô. Dạ là. Can you put this in there? Let's hold it. Oh, giỏi quá ta. Thank you, Henry and Sophie. Dọn dẹp. Trộn bột xong rồi cả nhà bây giờ là bỏ vô khuôn mà nướng thôi. Xong chưa Henry? Xong chưa con? Thì trên nhé. Rồi trên nè. Thôi ảnh đi à.
Sao ngon không? Mấy cha con đang thử coi nha. Thắng nha. Thôi thật rồi. Ăn bột. Xong chưa? Xong rồi. You make your hand. Daddy, have another mix. Why? Because you get lots of this one. All right. Done. Good job, Dobby. High five and high. High five. Done. We done. We did it. Done. Rồi nướng rồi tôi sẽ lấy ăn thử ha. Okay. Daddy làm rớt á hả? Yeah. Daddy làm rớt chưa đó. Yeah. Oh shit! Look at that. Mm. You like that? Ngon không? Chubby. Ngon không? Hôm nay á là chủ nhật mà cả nhà không có đi đâu hết, cho nên á là ba mấy đứa nhỏ mới lôi công thức bánh ra để cả nhà cùng làm với nhau. Nói chung là thành quả nhìn cũng khá là ngon á, cả nhà ăn cũng rất là ngon luôn. Chứ thì một phần chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ nó có thể là vừa làm vừa chơi với ba của nó. Nói chung là đây là cái niềm vui của ba mấy đứa nhỏ cả nhà, mà nó cũng là niềm vui của Sophie với Henry nữa. Thôi video hôm nay ngắn gọn, mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi. Bye bye cả nhà, và hẹn cả nhà video tiếp theo. Bye bye.